Cổ động viên châu Á chỉ trích trọng tài tiếc cho U20 Việt Nam. Một màn trình diễn tuyệt vời của U20 Việt Nam, các bạn đã thi đấu rất nỗ lực và thông minh. Vấn đề trọng tài là dấu hỏi lớn của giải đấu này. Một đội bóng thật sự mạnh cần phải đi bằng chính đôi chân của mình, chứ không phải dựa vào những tiếng còi thiếu công bằng. Mong rằng không đội bóng nào phải chịu thiệt thòi từ trọng tài như U20 Việt Nam. Một tài khoản tên Brian William bình luận trên trang Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. U20 Việt Nam chia tay giải châu Á sau trận thua U20 Iran. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giành được 6 điểm sau 2 chiến thắng và 1 thất bại, bằng điểm hai đội đầu bảng nhưng kém chỉ số phụ đối đầu. Huấn luyện viên trưởng của U20 Việt Nam dùng từ nghiệt ngã để nói về việc đội nhà dừng bước. Dù không thể giành quyền đi tiếp, U20 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu rời giải. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà các cổ động viên quốc tế cũng dành những lời khen cho Khuất Văn Khang và đồng đội. U20 Việt Nam đã có một giải đấu tuyệt vời. Đừng buồn, các bạn của tôi, Việt Nam thật sự có một đội bóng tốt. Một cổ động viên bình luận trong bài đăng kết quả trận đấu của AFC. Cổ động viên người Philippines viết, thật đáng tiếc, họ đang có một giải đấu tuyệt vời nhưng phải dừng bước sớm theo cách này. Hãy cứ ngẩng cao đầu U20 Việt Nam. Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam dù rất tiếc nuối nhưng cũng nhìn thẳng vào sự thật rằng Iran là đội mạnh hơn về nhiều mặt và có một chiến thắng xứng đáng. Đối thủ thật sự quá mạnh. Chúc mừng U20 Iran có vé đi tiếp. Kết thúc hành trình tại vòng chung kết U20 châu Á, U20 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu về nước với những gì đã thể hiện. Một số cầu thủ sẽ được triệu tập lên U23 Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 để chuẩn bị cho SEA Games 32, số còn lại trở về câu lạc bộ tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu quốc nội.